Anh đi ăn cỗ kiểu gì mà ăn cỗ trưa mà bây giờ tối mò mặt về đấy nào? Ăn được một miếng á, nhục hơn cả chó đấy này. Ai làm cái gì mà ông phải nhục? Đi vào mà hỏi cái thằng em yêu quý của em nhá. Anh đi ăn cỗ kiểu gì mà ăn cỗ trưa mà bây giờ tối mò mặt về đấy thế nào? Đi cái gì mà ăn ghê ăn gớm đấy. Im cái mồm lại đi. Ăn được một miếng á, nhục hơn cả chó đấy này. Ai làm cái gì mà ông phải nhục? Hả? Đi ăn xong rồi về mà làm đỡ vợ đi. Người ta cày hàng đống đất này mà cày đến xong đống đất rồi mà chưa thấy chồng mò mặt về. Ngủ ở đâu đấy? Đi vào mà hỏi cái thằng em yêu quý của em ấy nhá. Hỏi nó nói những cái gì nhá. Thì làm sao? Cái thằng này này, đi ăn cũng mất tiền đấy. Không phải đi ăn không đâu, đừng có sỉ nhục như thế. Nói luôn như một câu, lần sau đừng có bảo cái thằng này mò mặt. Đi vào đấy mà ăn cổ ăn bàn gì nữa nhá. Thì thế nào? Nói đầu đuôi để nghe xem nào, chưa gì là cái thằng em với thằng anh cái gì. Chả hiểu kiểu gì cả. Anh là rể, anh là khách nhá. Vào, mời vào đi ăn đấy. Đến giờ vào ăn. Đang này vào giữa bá quân thiên hà này. Nó làm một câu bảo là à, anh đi về thì anh phải vào bếp mà nấu chứ. Anh có phải là quan cai gì đâu mà anh về anh ngồi đấy anh chờ anh ăn. Mà trong cũng đó cái thằng này nhá. Thằng này được mời đến ăn nhá. Đi cũng như bao khách khác nhá. Còn nếu như mượn vào làm thằng này vào làm nhá. Còn nếu không thằng này đến ngồi ăn thôi, không phải về mà mò mặt vào nấu mà cho mà ăn nhá. Lần sau đừng cứ bảo cái mặt thằng này đến nhà mà đi ăn nữa, nghe chưa? Làm gì có cái chuyện đấy, chắc cậu nó trêu anh cái gì? Hay là vào sớm quá nó trêu thế? Đến muộn thì bảo là cái nhất đến mà rửa bát. Đến sớm thì đến thấy thằng anh ngồi giữa ban ông nước ấy thì bảo là cái thằng anh không vào mà nấu. Mò mặt về bên nhà ngoài mà phải vào bếp nấu ăn á. Này, không có đâu nhá. Mời đến ăn là chỉ có đến ăn thôi. Đi ăn thì bỏ phong bì rồi nhá. Không phải là đi ăn không. Còn cháu về mà to mồm. Con cháu trong nhà đi vào đấy sớm thì có công có việc thì lao vào bếp mà làm đỡ, có cái gì đâu. Cậu nó bảo thế thì anh bảo là ở đây có việc gì để anh làm, có thế thôi, có cái vấn đề gì đâu mà về phải câu có ghê thế. Thì tại sao lúc đấy nó không nói luôn đi? Đang này để ăn uống xong rồi, có bác chén rượu vào rồi, lúc đấy nó mới nói. Tại sao nó không gặp riêng anh mà nó nói đi? Đang này nó ra giữa ngồi giữa cái ban ông nước ấy, có các thế hệ đây, các ông có, các bà có, các em có, các chú có. Nó nói anh chỉ ba con thiên hà thế mà nó nói được. Nó có đầu óc suy nghĩ không? Là anh tức nói gì? Không tức mới là đấy. Những cái thằng mà không biết tức là những cái thằng là không có đầu óc. Những thằng nào không biết suy nghĩ nhá. Anh vào thằng sớm nào không tức? Anh vào sớm thì anh có công có việc thì anh làm vào lao vào bếp mà làm đỡ. Có việc gì để làm. Chả làm được cái nọ làm cái kia, làm đỡ một tí có vấn đề gì đâu. Ngồi đấy chắc nó thấy thế nó phải làm nó, chứ nghe nó khó chịu nó trêu anh. Này, đấy không phải là câu trêu nhá. Trêu thì cũng phải đúng lúc đúng chỗ nhá. Không phải là cái mồm mà ưng trêu ai trêu ưng nói chỗ nào thì nói nhá. Đấy mà trêu được à? Nếu mà nó có thiên chí nó gọi anh ra ngoài kia nó nói đi. Nói riêng rẻ đi. Đằng này giữa ba con thiên hà thì nó nói thế. Nói cho mà biết luôn nhá. Từ này nhá. Cạch. Cạch ngoài luôn nhá. Làm gì phải ghê thế? Chẳng nhẽ anh chấp vặt cái thằng đấy để anh không đến nhà ngoại à? Cậu nói câu bông đến bùa có cái gì đâu đấy, đến chấp nhá. Nó còn đến nhà nó đấy không đến nhá. Nói luôn cho nó vuông. Rồi. Miếng ăn là miếng nhục nhá. Mời anh đến ăn đấy. Anh trân trọng cái lời mời thanh đến nhá. Còn anh không thiếu miếng ăn. Thích chưa?
10.000 tiền điều ra uống say cả cháy nhá, 50.000 tiền mồi á, ăn lồi rốn nhá, không phải thịt miếng ăn miếng uống. Thôi dù sao nó cũng là em, anh chấp nó làm cái gì. Mà nếu nó có nói như thế để em vào em gặp nó, em nói với nó, em bảo nó xem là nó ăn nói như thế là không được. Nó là em ấy thì nó phải ăn nói chứ, còn nó đàng hoàng cho nó lịch sự, biết phần làm em rồi ấy thì ăn phải nói có chừng có mực, chứ không phải là tiền đâu nói đấy, ngồi đâu nói đấy nhá. Thôi mình làm anh chấp nó làm cái gì. Nó lôi anh ra giữa ba con thiên hà nó nói mày không chấp à? Thằng này lắm chuyện thật đấy. Có mỗi cái việc đấy thôi mà cũng phải lời ra tiếng vào, lúc này anh em mất đoàn kết rồi. Anh cứ bình tĩnh, không phải bực dọc làm cái gì cả, biết thế thôi. Để sau lúc nào em gặp nó em nói nó. Nếu gặp em có tư không? Em bây giờ về cái như bên đấy cả cô mà nói em như thế em có tư không? Thì vẫn em còn cái mặt em còn nặng hơn cả cái bì đinh chứ. Nói gì mà về bảo người ngoài cuộc thì nói hay lắm. Thôi em mà thế em bảo chứ. Ôi giời ơi, anh tưởng là không có việc gì mà anh vào cỗ thì anh vào thôi chứ. Nếu mà có việc thì cậu bảo anh lúc đấy thì anh làm ngay, thế là xong cũng cái gì đâu. Vui vẻ cả đấy, hai bên. Người ngoài cuộc ấy, nói cái gì chả hay, nói cái gì chả đúng đấy. Nói cái gì chẳng phải. Đặt cương vị của em lúc đấy xem. Này, trẻ có già có nhá, trung tuổi có nhá, ra dám phê phán một câu như thế luôn à? Con nói thẳng, nếu như tối hôm trước nó bảo anh ơi, anh vào sớm sớm mà có cái gì giúp em ấy, đây sẵn sàng đi vào từ sớm làm hết từ ăn dẹt, không có việc gì thằng này không làm được hết nhá. Đằng này nó bảo trưa mai anh vào em uống rượu nhẹ, mời mà cả gia đình anh chị vào uống rượu, thế mà cái như về bảo tại sao anh về để anh không vào mà làm đi. Thôi anh ạ, còn nói thế này thế khác. Thôi bớt này, đi còn nói nhiều thứ lắm đấy, không thèm nhắc lại thôi nhá. Thôi không phải chấp nó làm gì, mình chấp nó thì mình bằng nó đúng không? Nó còn lớn nhưng không có khôn, con nói nhưng mà không có nghĩ. Này, mình cũng không phải chấp nó. Hai ba mặt con rồi ấy, lớn đến mấy nữa, tuổi nào mà đây lớn nữa. Thì cái thằng nó lắc ca lắc cất thì nó thế, có cái gì đâu, nó nói nó không suy nghĩ thì vậy. Thôi cứ bỏ qua đi, xong rồi lúc nào em gặp nó em nói sau. Nó biết xấu hổ nó sẽ khắc xin lỗi anh. Mình làm vai anh, chuyện lớn thì mình coi là chuyện nhỏ, còn chuyện nhỏ thì mình coi như là không có gì suy soát nhau. Anh em nó đỡ mất đoàn kết, nó có thế nào chăng nữa nó cũng là em của mình. Bây giờ ấy, ai nói sai thì người phải chịu. Chỉ vì có mỗi cái thằng cậu nó nói như thế mà bây giờ anh lại bảo là cạnh nhà ngoại. Thế em hỏi anh nhá, bố mẹ có tội tình gì đâu. Chẳng qua cái thằng này nó ăn nói nó không suy nghĩ thì nó thế thôi, chứ nó là người sai chứ ông bà có là người sai đâu mà anh đòi cạnh ông bà. Anh không chấp trách bố mẹ nhá, bố mẹ đến nhà mình anh rất tôn trọng nhá. Thế còn thằng này nhá, nó dám sỉ nhục anh trước đám đông, nó xem anh không ra gì, nó tưởng anh là một thằng trẻ con à? Nó thường anh là một cái thằng đâu đất trẻ, nó có hiểu gì à? Nó ứng nói gì nó nói à? Ăn cỗ rồi rượu vào lời ra, chấp để làm cái gì đúng không? Có khi em vào em gặp nó em nói nó lúc đấy lúc nó lại có khi nó lúc chẳng có khi nó mình nhắc đến trong khi nó mới nhớ ấy. Uống rượu vào khi nói gì xong không nhớ ấy, mà nó nhớ thì kiểu gì khéo nó ra là xin lỗi anh thôi. Để chơi cái thằng đàn bà để mình xin lỗi à? Chắc không có đâu. Mà cái xin lỗi cái gì? Xin lỗi cái gì là lấy lại được danh dự cho tôi không? Nó sai rồi, nó xin lỗi, nó là em mình, nó đã xin lỗi rồi, chẳng nhẽ nó xin lỗi anh lại chấp vặt à? Anh lại bảo tao không tha thứ cho mày à? Thế nó còn bôi cho trát dầu lên cái mặt tôi này. Ôi. Lúc này cái như là nó có nghĩ được như thế không? Em bảo này, anh em có sức có mẻ, lúc đến lúc mà lại lành ấy thì mới là cái quan trọng. Còn anh em mà nó hơi tí mà có chuyện nhỏ cái lại làm to chuyện lên, xong rồi anh em lại từ mặt nhau, người ta còn cười cho thêm ấy. Đúng không? Bây giờ mình làm anh, mình rộng lượng đi, mình bỏ qua cho nó. Không cần phải giải đời tôi cần biết cái gì đúng, cái gì sai, cái gì nên làm mà cái gì không nên làm, nhá. Em không dạy đời anh, nhưng bây giờ dù sao nó cũng là em mình, đúng không? Em cũng là chị của nó. Thế bây giờ đấy, nó làm vai em thì anh cứ bỏ qua đi, nó là xong. Có cái vấn đề gì đâu. Nói luôn này, chẳng qua thằng đấy nó thấy tôi nghèo, nó không khinh thường. Trời. Này, chưa biết ai hơn ai đâu nhá, đừng bực vội khinh người khác sớm nhá. Nó thấy tôi nghèo này, nó xem thường đấy. Thôi này, bỏ qua cái chuyện đấy đi. Thôi gớm, chấp mãi cái chuyện đấy nhỉ. Thôi đi về không đi. Không có khúc người có lúc nhá. Thôi về đi. Còn chưa biết ai hơn ai đâu, đừng có vội xem thường thằng này. Anh uống rượu rồi không phải nói làm gì nữa. Anh nói thế là em hiểu rồi, để tối nay em vào em gặp ông bà em nói chuyện với ông bà đấy, để xem thằng cậu nó làm như nó nói như thế có được không. Anh đi về đi, về nghỉ ngơi đi. Uống rượu rồi không phải đi ra đồng làm cái gì cả, để đấy, đi về đi. Ở nhà xem con cái xong rồi để em làm nốt em về. Tối nay em sang ông bà để em nói chuyện với ông bà. Đừng có lợi dụng bá nhân rượu mà sỉ nhục thằng này.
này, cái bài này xưa rồi, cái bài này thằng này trải qua nhiều rồi, này khinh cái thằng này nghèo quá, này, nghèo nó xin ăn thằng nào? Nó ăn nói nó không suy nghĩ thì nó thế, nó bồng bột, mình làm anh thì bỏ qua đi. Lúc thằng này này cầm bát vào đi xin ăn từng miếng ấy, thằng cầu nó muốn nói gì nói nhá, muốn chửi thì chửi nhá, muốn xì bán gì cũng được nhá. Còn thằng này nó chưa cầm bát đi xin ăn, mà cũng chưa xin nhà thằng cầu để một hạt cơm. Nói thế thôi, đừng có sỉ nhục thằng này. Mỗi thế thôi mà cũng cáu.